Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến đây quay phim để trao tặng ngôi nhà tình thương cho hai cháu Danh Kiệt và Thị Thắm. Thì hoàn cảnh này hôm trước Thiện có quay phim đó. Hai cháu thì cũng một cô cha, thì mẹ cũng đi làm ở trên thành phố. Thì hai cháu ở nhà sống với bà ngoại, thì ở trong cái ngôi nhà cũng đã nứt, rồi nó cũng hư hỏng hết rồi. Thì Thiện cũng có kêu gọi các cô chú bác anh chị giúp đỡ đó, thì cho đến ngày hôm nay cũng đã giúp cho hai bé xây dựng được cái nhà này. Ở phía sau thì thay mặt ông Quang ở bên Mỹ gửi tặng cho Thiện 10 cây nước, Thiện lấy ra một cây để làm cây nước sạch cho hai đứa nhỏ đó. Thì một vài hình ảnh Thiện quay phim để bàn giao trao tặng cái ngôi nhà này cho hai cháu. Thiện mời cô chú anh chị cùng vào trong với Thiện nha. Rồi chú chào hai đứa nha. Hôm nay chú Thiện đến đây để quay phim, để trao tặng ngôi nhà cho tụi con, để có nhà cửa đàng hoàng, tụi con ở rồi học hành rồi nó cũng yên tâm hơn ha. Dạ. Ừ. Bây giờ mời tụi con vô trong này ha. Dạ. Thì cái căn nhà này Thiện làm nhà tiền chế, lót gạch bông. Thì với diện tích ngôi nhà là bề ngang 4m, dài 8m. Giờ cái bây giờ nó cũng khó khăn, Thiện chỉ cố gắng giúp đỡ cho hai đứa nhỏ được nước sạch sử dụng với cái nhà thôi. Còn lại sau này thì cũng hy vọng cô bác anh chị có giúp đỡ thêm thì cho mấy đứa nhỏ mua sắm vật dụng đồ đạc nữa. Rồi cho chú chào hai đứa nha. Dạ. Thì hôm gài thì cũng do mưa gió đó, thì cũng mới vừa dựng xong cái căn nhà này cho mấy đứa nhỏ thôi, với lại lắp điện rồi xong rồi. Thì được cái căn nhà mới thì tụi con thấy vui không? Dạ thấy vui. Ừ. Thì sau này tụi con ở trong này với bà ngoại đâu ha. Dạ. Để tụi con đi ra đi vô và đi học cho nó dễ, chứ ở tuốt đằng sau luôn thì nó khó phải không? Dạ. Ừ. Thấy nhà này đẹp không con? Dạ đẹp. Ừ. Thì tới nữa đó thì anh ở đằng trước, rồi em này ở đằng sau với bà ngoại ha. Dạ. Ừ. Vậy đi thì nhà cửa tụi con đàng hoàng rồi đó. Thì cũng mong sau này tụi con có nhà cửa rồi êm mà tụi con gắng học cho nó giỏi nha. Dạ. Ừ. Năm nay là học lớp mấy rồi cho chú hỏi thăm lại coi. Dạ, năm nay học lớp 10. Lớp 10 rồi? Dạ. Rồi tụi con có? Dạ, con học lớp 8. À, năm nay lên lớp 8. À, như vậy là năm sau tụi con tiếp tục đi học ha. Dạ. Dạ. Thì như vậy thì chú cũng chúc mừng cho tụi con, thì nhà cửa có đàng hoàng rồi, với lại tụi con cũng được đi học nữa. Thì cũng mong sao trên video ngày hôm nay thì cô bác có ủng hộ giúp đỡ tụi con thêm ít tiền để có tiền đóng học phí rồi mua sắm quần áo rồi ha. Dạ. Ừ. Thì chú Thiện làm cái căn nhà cho tụi con này cũng vừa ở thôi, cũng bằng cái nhà cũ là 4m, 8m là 32m vuông đó. Nhưng mà nó khác hơn cái nhà cũ, là nhà cũ tụi con xây tường, nhưng mà làm chú đợt này làm cho tụi con là nhà tiền chế, tôn với kẽm thôi. Mà đường cái thì nó không có còn bị sụp lún giống như cái nhà trước nữa. Dạ. Nhà trước nó thấy sợ không? Dạ, sợ. Ừ. Rồi được cái căn nhà này tụi con có đôi lời cảm ơn cô chú đi con nè. Cô chú đã giúp đỡ tụi con đó. Dạ con cảm ơn cô chú. Ừ. Thì sau đây thì chú Thiện đọc tên các cô chú giúp đỡ con nghe. Dạ. Cây nước đầu bơm lên thấy im không? Dạ im. Ừ. Thì sau đây Thiện xin được đọc tên các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho hai bé Thị Thắm và Danh Kiệt. Thì các nhà cho hai bé này được chị Bích Thu ở bên Mỹ gửi tặng 500 đô, chị Trung Anh tặng 6 triệu đồng, chị Phụng Trương tặng 100 Canada. Đó thì cộng với lại một nhà hảo tâm dấu tên tặng 22 triệu nữa, thì coi như cái căn nhà này Thiện nhận được là 41 triệu 500 ngàn. Bên cạnh đó thì ông Quang gửi tặng cho Thiện 10 cây nước, thì Thiện trích ra một cây nước để khoan cho hai cháu. Thì 41 triệu 500 cũng chưa đủ làm cái căn nhà này nữa, thì Thiện cũng hùng vô 1 triệu để lắp điện cho hai cháu luôn. Coi như tụi con cũng có nhà cửa, có điện là sáng luôn ha. Dạ. Ừ. Rồi tụi con vài lời gửi lời cảm ơn đến cô chú bác đã giúp đỡ cho con. Tôi cảm ơn cô. Dạ. Chú đã giúp đỡ cho tụi con có cái nhà mới. Ừ.
Rồi hứa là sao đây? Con hứa sẽ học hành giỏi. Rồi nhớ học thật giỏi nha. Dạ. Rồi tụi con ở trong cái nhà này nè, nhớ là giữ gìn bảo quản cái nhà mình ha, đừng dạ. có để cho nó dơ quá, rồi ví dụ mưa gió nó có tạt thì cũng nhớ lau chùi rồi nha. Dạ. Rồi hai đứa sắp tới đây học ở trường gần đây không? Dạ cũng gần. Gần. Gần hả? Dạ. Cách khoảng cỡ bao xa? Dạ đều dạ, khoảng 1 cây số rồi chú. Ồ gần vậy đó hả? Dạ. Rồi con học cấp 3 là học ở đâu? Dạ bên Dùng Ghiền. Đi chỗ đó tới đây xa mà. Thấy. Rồi đi bằng gì con? Dạ đi bằng xe em ra. Rồi bà ngoại hôm nay đâu rồi, không thấy nhà? Dạ bà ngoại đi đám chứ gì. Vậy hả? Dạ. Rồi cho chú Thiện gửi lời thăm bà ngoại nha. Dạ. Thì mấy lần tới đây đó thì cũng có bà ngoại cũng hữu hỷ với tụi con. Hôm nay ngoại đi đám rồi thôi, chú Thiện chỉ có quay được có 2 đứa thôi. Ở trong này có cái giường ngủ chưa? Dạ rồi. Có rồi hả? À, thì sau đây Thiện xin mời các cô chú anh chị cùng đi tham quan một vòng ngôi nhà của hai cháu. Rồi sau đó thì quay cây nước nữa gửi đến các cô chú anh chị xem. Vậy đi ha tụi con. Dạ. Thì đây là cái phần điện nè con. Để chú Thiện nói nè. Này lắp điện cho tụi con ha. Dạ. Đó, thì tụi con vừa có nhà mà vừa có điện thắp sáng luôn. Thì lâu lâu con nhớ bật cái này nè. Dạ. Đó, cho nó nhảy lên nhảy xuống nha. Dạ. Để cho nó nhảy á. Sau này lại có sự cố gì nó tự động nó bật. Rồi sau này có ghim sạc cắm điện thoại gì đó vô trong này. Đó, điện lắp cho tụi con đầy đủ rồi luôn rồi đó. Nhà này thì hết sợ, nhà kia mới sợ phải không? Dạ. À, đây là cái giường ngủ của hai cháu. Đó, thì để vô đây được cái giường ngủ rồi. À, cũng còn thiếu thốn nhiều lắm. Dụng cụ học tập rồi quần áo là cũng chưa có nữa, nhưng mà thì trước mắt có nhà cửa là ở trước đi, rồi sau này từ từ mình giúp đỡ thêm. Nhà này ở mát mẻ không? Mát. Ừ, so với cái nhà trước thì chắc chú thấy đỡ hầm hơn phải không? Dạ. Cái nhà cũ tụi con nó con cái nó bít quá bít, không có cửa sổ cửa gì hết trơn. Rồi, như vậy là cái nhà của hai cháu bây giờ đây cũng có chỗ ở, cũng kính mưa kính nắng rồi đó. Thì đây là cũng nhờ các cô chú bác anh chị giúp đỡ cho Thiện để mình có tiền mình giúp cho mấy đứa nhỏ cất nhà cửa đâu ở. Thì Thiện thay mặt gia đình cũng cảm ơn cô chú bác anh chị rất là nhiều. Rồi giờ tụi con ra ngoài này đi ha, rồi chú Thiện đi ra ngoài này để quay cây nước. Nè con cầm cái để thử nước cái coi. Nước gì quá im này còn gì nữa, chỉ xài thời gian nó mới im được. Cây nước mà mới khoan liền chưa xài hết cái nước sình nữa. Ờ cây nước này thì chú Thiện cũng thay mặt ông Quang ở bên Mỹ đó. Thì đây là cây nước thứ 3 Thiện thay mặt ông Quang khoan tặng cho hai bé Danh Kiệt và Thị Thắm. Thì Thiện cũng có thử nước lên êm lắm. Thiện cũng cảm ơn ông rất là nhiều đã giúp đỡ cho hai cháu có được cái nước sạch. Rồi con gửi lời cảm ơn ông Quang đã giúp đỡ cho tụi con. Con cảm ơn ông Quang đã giúp cho cây nước con xài. Thì cái phần này là ông Quang gửi cho Thiện là 10 cây nước. Thiện lấy ra một cây để khoan tặng cho cháu Danh Kiệt và Thị Thắm. Thì đây là mình khoan nước rồi có gắn máy bơm sẵn hết trơn rồi. Cái bồn này là được nhà nước cho hả con? Dạ tự mua. Tự mua hả? Dạ. À, tới nữa tôi con bơm ra đây để sẵn rồi nè, sau này lỡ có mưa có cấp điện á mình cũng có nước xài ha. Dạ. Ừ. Thì video ngày hôm nay Thiện vừa quay phim để trao tặng ngôi nhà cũng như vừa khoan tặng cây nước cho hai bé luôn. Thì Thiện cảm ơn các cô chú anh chị đã giúp đỡ các nhà, cũng như cảm ơn ông Quang đã tài trợ 10 cây nước cho nhóm của Thiện. Thì cây nước là cây nước thứ 3 Thiện khoan tặng cho hai cháu. Rồi chú chúc tụi con được nhiều sức khỏe, học giỏi nha. Dạ. Ừ.
Video Thiện xin được khép lại tại đây. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của Thiện.